tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với người con gái mà tôi cười quằn. Còn cô ấy tự cười thì tôi chịu. Miền Bắc mưa nhiều trời trở lạnh. Thời tiết này có vài em nằm cạnh thì tê. Nếu một người hy sinh giấc ngủ để nhắn tin với bạn thì cũng bình thường thôi, vì ai chẳng ngủ muộn. Trong cơn mưa của tuổi trẻ thì anh em chúng tôi không có áo mưa để mặc. Yêu đương bây giờ khó thật, gặp người thật lòng thì ít, mà gặp người muốn chén thì nhiều. Tình yêu như nắng ban mai, mai lào mai cúc, mai này chia tay. Chúng ta không thể sống vừa lòng mọi người, được ai thì quý, mất ai thì thôi. Vậy nên anh em muốn tìm được tri kỷ tốt, hãy cùng lên Leadmark. Người yêu cũ này, nếu cuộc đời đối xử với mày tệ quá thì mày xứng đáng đấy. Tìm được một người bạn thân không hề khó, cái quan trọng là nó có chơi tốt với mình hay không. Vậy nên anh em muốn kiếm được tri kỷ tốt, hãy cùng lên Leadmark. Thà lăng nhăng lấy tiếng còn hơn là thật lòng mà không ai trân trọng. Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em. Vậy nên anh em nào muốn kiếm được tri kỷ tốt, hãy cùng lên Leadmark. Điếu thuốc tàn còn có nơi để gạt, tình lá nhạt thì cút con mẹ mày đi. Ngày tháng ăn chơi lá kết thúc, ngày tháng nghiêm túc xin được bắt đầu. Nhà không khá giả nên chả dám đụng ai, sống không tiền tài làm sao che nổi bầu trời. Tuổi trẻ chơi cái gì thì chơi, đừng để bản thân trở thành con mồi của những viên xúc sắc. Một người mà dám cho bạn mật khẩu Facebook thì chắc chắn rằng người đó có rất nhiều nick.